nhu cầu của khách. Khách ăn ở nhà hàng Nhật ngày hôm qua thì khách nhân viên cái thằng đầu trọc, cái người bạn sắp tuyển cuối cùng mày muốn cái gì, thì thằng khách nó cần 8 yếu tố sau đây. Một là nhu cầu hiện ra, cho nên các bạn kinh doanh không công nghệ các bạn đấu trí lắm, tôi nói thật. Một, bố mày cần chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Và ngày hôm qua thì tiệm của anh này sản phẩm rất đa dạng về mặt chất lượng và trình bày rất rất đẹp và ngon. Ok, chốt. Nó cần cái thứ hai là giá. Thấy chưa? Mẹ ở trong nhân sự thì đây là lương. Ok. Nhưng các bạn nói thế nào thì nói, xong các bạn tranh nhau, xong mỗi người một ý. Nhu cầu hai là nhu cầu ẩn. Thằng khách không bao giờ nó nói. Đó là nhà, đó là công an. Đó là cái thằng mà chuẩn bị nó nhảy vào nó tiện bạn nó làm. Một con bình dân nhất, bạn đừng coi thường người ta. Vì nó là con người thôi, thì nhu cầu nó ẩn là cái gì? Mày công nhận nhà hàng chất lượng ngon không? Sao không ạ? Tại sao tao đối xử mày thế mà công nhận ngon? Mày công nhận lương cao không? Dạ công nhận. Mày muốn gì nữa? Dạ em cần lòng tin. Nhu cầu rất cao ở đây là lòng tin. Tôi nhìn bà chủ tôi tin. Mày tin chưa? Dạ tin rồi. Bây giờ tao cần thứ hai. Tao cần gì? Tao cần cảm xúc, tao cần thích. Tin là não, mà thích là cảm xúc. Nhìn cái bà chủ mỗi ngày mỗi tính câu có đối xử toàn nó bóc thắng căn dài chơi bóc lột bỏ mẹ. Lương tao rất cao nhưng tao tin rằng chỉ nhà ngày một ngày hai thôi, các bạn không thể nào dùng người được. Bây giờ mày thích chưa? Thích. Mày cần gì nữa? Dạ em cần tính cảm kết. Chị nói chị làm nè. Bây giờ mày cần gì nữa? Dạ em cần, em cần chị tôi. Chị không đẩy chị tôi lên, tôi như là con mọt ấy. Còn lâu không bao giờ mẹ bà chủ khen nó một câu. Nó làm tốt, không khen. Nó làm tốt 9 cái, không khen, không thừa nhận. Nhưng làm xấu một cái gì suốt đời. Ok. Tôi nói các anh chị, nhu cầu ẩn này, nó quan trọng gấp triệu lần. Các anh chị vẫn không hiểu số liệu tôi đầy đủ hết. Các công ty lớn lương này chỉ bằng 2/3 công ty nhỏ, nhưng bảo nó đi vào lớp các bạn ạ, thì nó mới ra quản trị nhân sự. Mày chuyện tôi được chưa? Rồi em cần nữa, cần gì? Cần tính quyền lực. Các chị ạ, quyền lực là gì? Mày còn ra lệnh mày còn chết. Ra lệnh tức là lệnh không giải thích, ra lệnh mà có giải thích mày chết mẹ mày. Cho nên là lãnh đạo bây giờ nó khùn lắm. Lãnh đạo tham dự, nó biết thừa đa số rồi, nó bảo mày theo mày tao làm cái việc này, theo mày đi làm thế nào. Ui đi mẹ em mà thọ em biết mẹ thừa mày. Mày nói tao yên tâm, em nghĩ là nên làm thế này, mày quá hay mày làm vậy. Nếu nó được ý là nó làm, cha học cha hành gì cứ nói phết, nhìn cái mặt đấy. Cho nên có một bạn đến hỏi tại sao lính em mới ra đi, mà em nói đâu nghe là tôi nói thật, tôi bảo chỉ thích nói thật là đây rồi. Cái mặt chị ấy, mà chị có một cái đội không nghe lời và bỏ đi, thì đó là chị có một đội quá mạnh. Chứ một cái mặt chị ấy chỉ có hai loại người nghe lời. Một là con thiểu não, và hỏi là con ở nhà thương niên sòng sông nữa. Lỗi ở mình. Cho nên không bao giờ có khái niệm nhân viên bỏ tiệm đi cả, mà nó bỏ cái con lãnh đạo. Không bao giờ nhìn ra vấn đề cả. Bởi vì các bạn không cho nó cái tổng cầu này. Các anh chị ạ, quyền lực là cho nó mở mồm ra. Vì con người nó hướng vào tôi, vào chính tôi, nó không thỏa mãn, không bao giờ. Các anh chị ạ, bây giờ mày cần gì nữa? Dạ em cần nữa. Em cần gì? Cần, cần tính chất thôi. Các anh chị ạ, và cần sự an toàn. Chị chỉ cần em, nhưng chị đuổi em bất cứ lúc nào đúng không? Cái gì để em tin rằng em có thể đầu tư ở sự nghiệp này? Cho nên là các chị ạ,
Nếu các bạn không làm được điều này, tôi nói thật, thằng chồng nó cũng bỏ chị chứ đừng nói nhân viên. Một, con đàn bà thì về phải tân trang liên tục, giống con kia làm lại đầu. Điều thứ hai, đừng dọa bỏ chồng nữa, đừng lên giá nữa. Ta sống như con ma mà suốt ngày dọa. Thứ ba, tao không tin mày được, nói xong ngày mai lật lọng. Thứ bốn, hình như nói năng thế nào để bố mày có cảm xúc nhẹ lòng được. Thứ sáu, nói là phải lại nha. Thứ bảy, phải khen thằng chồng liên tục đẩy cho tôi đi. Con đàn bà nó khôn lắm, nó về nhà mở mồm ra là anh ơi, nó biết thừa rồi, nó có hỏi anh ơi, em treo cái túi ở đây được không? Treo đâu vậy được, thằng chồng thích lắm. Anh ơi, em nói cái này được, anh phải cần mẹ. Nó nói thế thôi nhưng chính tôi được thỏa mãn nó sướng. Cho nên là các anh chị không mau, các anh chị cứ áp đặt mình vào. Cho nên vợ nam với bạn mà có thằng chồng mà bạn đẩy vào Sài Gòn, tôi nói chắc chắn bạn mất chồng. Vì gái nam họ rất bản năng, họ khôn lắm. Mở mồm ra là anh ảnh. Thằng chồng họ hoa hậu năm nay đẹp lên, đúng không anh? Thấy em thấy mũi đẹp, mắt đẹp. Ồ, nãy em không nhìn thấy, bây giờ em nhìn thấy anh không nghĩ là anh phân tích giỏi thật. Khiếp, sao anh giỏi thế? Anh hay thật đấy, bao giờ em bằng được anh? Là chê xuôi luôn. Công nhận con này đẹp, anh ha. Đã vuốt cái từ hạ. Tin thằng là đã ông dụng này. Thằng gái Hải Phòng, công nhận thằng này là gái đẹp, con hoa hậu đẹp. Bắt ông ngủ, trông thích yêu mà. Cảm xúc nó tột mẹ. Công an cần cái này, nhà báo cần cái này, cái thằng mà nó chuẩn bị bán tuyển nó cần cái này. Các bạn ạ, mày cần gì nào? Tao cần công bằng, tao cần minh bạch và tao cần chân thành. Các bạn không đạt được điều này thì có lương cấp 4, các bạn cứ thử mà. Bây giờ tao trả mày 200 bảng một ngày, mày có cãi gì? Dạ, em cảm ơn chị. Em nói thật đấy, chị trả em 200 em xấu hổ vì em làm trả được. Chị trả em cao, em cảm ơn chị. Cô cao sao em làm? Dạ thưa chị, cho em nói cái này vậy. Công nhận con danh con này nó cũng là lính chị đúng không? Em cũng là lính chị. Thì nếu làm trả lại, chị quản lý nó, chị công nhận nó làm bằng người em. Công nhận. Thế tại sao lương nó lại 400 mà lương em 200? Mày muốn gì? Dạ thưa chị, em muốn thế này này. Em muốn là em chỉ 100 thôi, chứ đừng trả chị 200, em xấu hổ lắm. Nhưng con này phải 50. Con này phải 50. Các bạn vẫn cứ nghĩ theo ý các bạn. Các bạn đạt sự công bằng, các bạn ăn hạnh. Em này linh ta linh tinh. Và của mình, tí nữa cái bảng thù lao á, nó lên 8 mục. Đằng này suốt ngày lương, người ta không dùng lương để người ta điều khiển đâu. Nhưng bằng mọi giá một tháng phải hiểu. Tôi nói sau tí lại bắt đầu. Nhưng mà tôi chịu. Và các bạn phải chấp nhận ở trong thị trường 100 thằng thì 99 thằng sẽ theo thời gian sẽ ngã ngựa xe đầu. Tôi nói đâu. Làm gì có thằng nào mở tim là sống, 3 năm là gãy. Trừ khi mày có học, tôi nói thật. Cho nên là nhu cầu thằng mẹ nào cũng vậy, thì con nhân viên cũng vậy. Vậy thì các bạn về tối nay, các bạn áp dụng đấy. Thằng chồng ở dưới giường ngủ, nó là khách. Con đàn bà không đáp ứng được cái này, tôi đảm bảo bứt rách. Nghe mấy cái thằng chó dạy tâm lý, tôi biết cái mày cái dạy. Bây giờ chị Uyên, chị cho tôi biết, chị có đáp ứng được 8 cái này với anh nhà chị không? Một, chất lượng sản phẩm trông ngon không? Ngon hay? Thứ hai, ta có hay chảnh chọe với em không? Tức là lên giá, lên giá. Không lên giá, ok. Chị có tin rằng là anh ấy chưa tin chị không? Tên nào? Chị nghe, hôm nay chị khẳng định lắm, bây giờ chị nghi ngờ chị đúng không?
vừa yêu thằng ở Anh lại vừa lượm một thằng ở Mỹ. Chị. Dạ vâng. Ở đây là sản phẩm là body. Dạ vâng. Còn bây giờ thích là cảm xúc. Cảm xúc có. Chị nói năng với anh. Dạ vâng. Chị có biết cảm xúc của ai mình thích hay không thích không? Dạ biết. Có hạ giọng không? Dạ cảm nhận được. Hả? Cảm nhận được. Hạ giọng. Hạ giọng. Hạ giọng. Lên giọng cũng cảm nhận. Nhưng người ta cảm nhận là chân thành. Dạ vâng. Vì con đàn bà nó là nói nhẹ nhưng mà chân thành. Dạ. Loại thứ hai nói nhẹ mà mỏng họng. No. Có con nói lớn mà là chân thành là con bán thịt đấy. Có con là lớn giọng lại con nó dậy không chân thành, không đạt được là bỏ ngay. Tôi nói rằng chỉ có giữ được cam kết. Anh sai lầm em nói đúng một lần thề là sao không ăn đụng này, đừng đụng vết thương này đâu. Có không? Ông có sai lầm nào chưa? Anh có sai lầm. Có. Lượng sai lầm của em gấp đôi hay gấp ba lần này? Em á hả? Sẽ làm nhiều lắm nhiều lắm. Em có hiểu cái câu ngựa quen đường cũ? Dạ không. Đó sai đúng. Em có đẩy chị tôi người ta đây không? Dạ có. Lúc nào cũng phải thừa nhận người ta. Không thể nào sống được mà không thể nhận người ta. Bây giờ em có cho anh cái quyền không? Dạ có. Nó mở mồm ra. Anh ơi, hôm nay đi nhậu rồi. Chồng bảo ấy, hôm nay phải đi mua sách cho con. Em mà đi học. Yeah. Thì em sẽ nghe lời chồng hay em quyết trí theo của em? Nghe lời chồng. Nghe lời chồng. Chính xác là thật. Nghe đúng, nhưng mà tôn trọng ý kiến. Hả? Tôn trọng ý kiến. Hôm nay không đi nhậu. Để anh gặp con bạn cũ của anh ngày xưa ở Việt Nam sang nghe. Vâng. Thì em đồng ý hay là em bắt nó nhậu? Không! Tôi không cần biết. Các chị toàn bị thua ở cái nhu cầu ăn. Trường Doanh Nhân PR.